Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng sang quý bạn nhé, đến từ nước Đức. Đó chính là chiếc xe BMW 325i. Chiếc xe được sản xuất năm 2005, đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu từ năm 2005 quý vị bạn nhé. Vẫn là biển 29X và 4 số. Chiếc xe này mới lăn bánh được 23 vạn km và cái đồng hồ này thì chúng tôi cũng không tua quý bạn nhé. Một chủ từ đầu chúng tôi mua về cái là chúng tôi để nguyên. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được, và đặc biệt là chiếc xe này là chủ xe cũng vừa mới bảo dưỡng hôm trong Tết. Hôm trong Tết là chủ xe bảo dưỡng lên để đi đăng kiểm đấy. Và cho nên là tất cả những cái đồ mà chủ xe đã thay thế và bảo dưỡng toàn bộ cho chiếc xe này lên đến 70 triệu quý bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm tuyệt đối ạ. Đấy, về không phải sửa chữa, không phải bảo dưỡng cái gì nữa, chỉ việc có đổ xăng vào và chạy thôi quý bạn ạ. Đấy, vì vừa rồi thì quý bạn cũng đã biết đấy ạ, cái việc đăng kiểm rất là khó khăn, cho nên là trước Tết thì chiếc xe này là chủ xe phải bảo dưỡng để đi đăng kiểm, cho nên là cũng vừa mới đăng kiểm xong quý bạn nhé. Cho nên quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối, toàn bộ từ lốp thay cả một cái dàn lốp Michelin Brema C4 rất là xịn này, và kể cả thước lái này, rồi thì rất nhiều thứ mà chủ xe đã thay bảo dưỡng cho chiếc xe này rồi, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Và chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi mua về thì chúng tôi mua về được mấy hôm nay rồi, như quý bạn cũng đã biết đấy, thời tiết rất là nồm ẩm, mưa phùn, cho nên là nó rất là ẩm ướt, cho nên chúng tôi không đem dọn chiếc xe này đâu, dọn vào là để nó sẽ hôi cái nội thất các bạn nhé. Cho nên là mua về là tôi chia sẻ thật là tôi vừa mới lau qua đi để tôi quay cho quý bạn xem thôi, chứ còn chưa rửa cơ. Đấy, nội thất cũng còn nguyên bản, chủ xe đang đi như nào là tôi quay nguyên như thế vậy quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW 325i 2005 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe BMW 325i 2005 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe BMW 325i 2005 biển Hà Nội này, lăn bánh 23 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước và còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW 325i 2005 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Thank you.